Ok, tôi đi rước con tôi đây. Gái tôi đã học. Ok. Hôm nay đi đường khác về đây. Mọi khi tôi có trái, hôm nay tôi có phải. Ngoài trời đang mưa, hay đang tuyết các bạn ơi. Lấm tấm một vài tuyết trắng bay ngang, bay xong bị gió thổi ngang, rất là hay. Ok, oh man, lúc lái xe vậy á thì không có nhớ được cái gì để nói chuyện hết các bạn biết không? Các bạn thấy coi. Mấy cái yard, tức là mấy cái sân cỏ của nhà mọi người thấy không? Lá rụng hết rồi, nó đầy dưới sân cỏ. Lấm đấm lá vàng kìa, thấy không? Ngay đằng trước kìa. Đó, ngay bên phải tôi khoảng cỡ 1 giờ thấy không? Đó, lá vàng không à. Bây giờ là tôi đang đi về nhà. Nhà có 2 block đường thôi, nhưng mà tôi đi đường vòng cho nên vòng ra đằng sau. Nhưng sự thật lúc nãy mà kiểu trái là ra tới đây là perfect timing. Đó. Bây giờ là cái alarm của con gái tôi, Đức, con gái tôi đó nha. Ủa? What? Hết rồi hả? Hết pin hả? Hết pin thì no problem đâu các bạn ơi. Pin đâu phải là vấn đề đâu phải không? Bây giờ tôi đang đi nè, đi vòng, bọc ra đằng sau để rước con gái tôi ở đằng trước. Tại vì quẹo vào đây thì cũng phải dè ra, nên tôi muốn bọc ra đằng sau đi thẳng luôn, không phải dè. Cái này là no dè, no dè tức là không có dè ra đó các bạn. Rồi. Nhờ cắm pin vô một cái này coi. Rồi cắm pin vô đó. Oh my god, let me see. Sign in with mobile. Okay, mobile app. If that's not right, say go back. Please say or enter the last 4 digits of your social security number. Please say or enter just the last 5 digits of your account number. Kung Pham. All right, Mr. Pham, and I do have your Blue Delta SkyMiles account pulling up for us. What can I do for you?
Yeah, I was attempting to do my mobile app sign-in, and then I do it too many times, and I say it's locked out, and then I have to call the back of my number to try to get it. Okay, and if you could read to me the 4-digit code above your account number on the front of your card. 0745. The 4-digit code? 0745. About the 3-digit code that's located on the back. 336.